Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm về tử vi học, số mệnh mỗi người mỗi khác, nhưng có một điểm chung, đó chính là ai cũng sẽ phải trải qua những khoảng thời gian gặp may và gặp xui. Điều này được dự đoán dựa trên những nghiên cứu về chiêm tinh học kết hợp với ngũ hành và sự tương hợp của các yếu tố khác nên tuổi và mệnh của mỗi người. Muốn sự nghiệp phát triển thuận lợi, gặt hái được thành công nhất định và trở thành một nhân vật có tầm cỡ thì ngoài thực lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân thì vẫn cần thêm một chút cơ hội, may mắn và bản lĩnh để nắm bắt. Năm 2020 đang dần kết thúc, chúng ta sắp chào đón năm mới 2021, cũng là một kỷ nguyên mới, một trang mới hoàn toàn. Đây cũng là thời điểm mà con giáp này có thể đổi đời, bứt phá ngoạn mục. Trong năm con giáp sẽ trả sạch được nợ nần, hưởng lộc trời ban, gặp được nhiều thời cơ đến để phát triển. Vậy đó là con giáp may mắn nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất cứ video nào từ chúng tôi. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Dần trong năm 2021, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Bước sang năm 2021, tức năm Tân Dần, tuổi Dần có vận thế khá bình thường. Nhưng tuổi Dần phần nào cũng bị chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, do ngũ hành của Thái Tuế là Sửu Âm thổ xung phá với Dần Dương Mộc sẽ có khá nhiều khó khăn đẩy về phía những chú hổ. Để mọi việc có thể viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế. Tuổi Dần năm 2021 có địa chi Dần Mộc tương sinh với Thái Tuế Sửu Thổ, sinh ra sao chính tài là cát tinh. Sau này sẽ giúp thúc đẩy việc hợp tác, mang lại nhiều lợi ích trong tài vận cho tuổi Dần. Bản mệnh nhờ cát khí từ sao Trình Quan cũng có ít nhiều thăng tiến trong sự nghiệp, được lãnh đạo chú ý cân nhắc. Tuy nhiên, cũng phải xem xét lại bản thân mình, chú ý tuân thủ quy tắc và biểu hiện thật tốt. Như thế, ắt sẽ gặp nhiều cát hơn là hung, không vướng phải rắc rối lớn. Hơn nữa, còn có Hồng Loan là sao đào hoa chiếu mệnh, nhất định năm nay tình duyên sẽ tìm đến với bạn. Nếu còn độc thân nên nắm chắc cơ hội này. Tuy nhiên, những người đã kết hôn hoặc có đối tượng sẽ có thể vướng chút phiền muộn. Thiên Ất Tinh là ngôi sao may mắn sẽ mang đến vận may khá tốt. Nếu gặp thời điểm khó khăn, bản mệnh có thể biến nguy thành an. Như trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Dần sẽ gặp phải hung tinh Tuế Sát, dẫn theo sao Bệnh Phù cùng Cô Thần Quả Túc đều mang điểm xấu. Bản mệnh sẽ cảm thấy tinh thần có phần khó chịu, bức bối do bị sao Cô Thần trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc, thường xuyên suy nghĩ khó chịu, nặng nề. Trong năm, nếu bản mệnh muốn làm nhà thì không nên động thổ quanh nhà ở phía Đông Bắc, đề phòng nguy hại xảy ra. Bạn cũng dễ gặp phải chuyện phiền toái, bất an nên suy nghĩ tiêu cực, chuyện hôn nhân xảy ra trục trặc mà đau khổ nhiều. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Dần sẽ phải trải qua trong năm 2021 sắp tới, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Dần qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, Sửu Âm Thổ là chính tài của tuổi Dần, chủ về quyền quý, chức vị và danh tiếng. Cho nên, về mặt sự nghiệp, tuổi Dần sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, dễ dàng có bước ngoặt. Nếu không ngại vất vả để bản thân tự làm, phát huy được tài năng của chính mình, thành tích nhất định vượt xa khỏi dự tính. Đồng thời, chính quan cũng đại diện cho cấp trên, lãnh đạo, cấp trên sẽ trọng dụng bạn, cũng sẽ tiếp thu ý kiến của bạn, càng có khả năng ủy thác trọng trách. Nên chăm chỉ nỗ lực, năm nay thành tích nổi bật, bất luận là về vận thế, nam hay nữ đều mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là người kinh doanh hay công chức,
đều có cơ hội được quý nhân chỉ điểm, chỉ dẫn phương hướng. Nếu có thi cử, bồi dưỡng, đánh giá thành tích sẽ thông qua tương đối dễ dàng. Nhưng dù sao, năm nay cũng bị Thái Tuế kiểm soát một phần nào. Bên cạnh đó, dù được trọng dụng, điều đó cũng biểu thị thái độ của cấp trên, quý nhân đối với bạn còn mang theo sự soi xét, cần phải hiểu rõ năng lực của bạn làm được đến đâu. Họ không trực tiếp gây áp lực cho bạn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân. Bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Vì vậy mà nói, người mệnh chủ tuổi Dần năm nay cần phải cẩn thận làm việc, đừng để một chút lơ là mà khiến công sức của bạn trở nên công cốc. Đồng thời, tuy thành tích có chút thu hoạch, nhưng chắc chắn không được kiêu ngạo. Dù sao cũng không được mục hạ vô nhân, cần thận trọng trong cách cư xử. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự, nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú hổ phải chịu đựng. Bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh, để xem bản mệnh có thể bứt phá được nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để cho sự nghiệp được hanh thông và may mắn hơn, người tuổi Dần hãy luôn mang bên mình pháp khí, phong thủy, vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Tuổi Dần nên tận dụng lần cân nhắc này của sếp và cấp trên để có thể bứt phá ngoạn mục trong công việc. Bên cạnh sự cố gắng, vòng tay tam hợp quý nhân sẽ ở bên giúp bạn chiêu quý nhân, phù trợ cho bản mệnh, xua đuổi hung tinh và những kẻ tiểu nhân ganh ghét khi thấy bạn phát triển. Nếu cơ may thăng tiến chưa tới với bạn thì bạn phải có nhìn nhận, đánh giá lại tình hình. Cần kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ năng lực của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp. Đừng vì chán nản, bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Về mặt tài lộc, xét về đường tài lộc của tuổi Dần năm 2021 có thể do Tân Kim lộ xuất chính quan, Sửu Âm thổ lộ xuất chính tài. Tài quan lương sinh cho nhau nên về cơ bản, mệnh chủ sẽ không phải lo lắng quá nhiều về tài lộc của mình. Tài lộc trong năm Tân Sửu chủ yếu là những nguồn thu phụ. Thái Tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng tham mà đầu tư lâu dài để dễ xảy ra bất trắc. Bản mệnh càng không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất, thiệt hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tuổi Dần nên kiếm thêm việc làm thêm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn. Góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ làm lụng thì tất sẽ có được một khoản kha khá để có cuộc sống dư dả. Đặc biệt là từ người kinh doanh, buôn bán hàng, chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ, đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra, do năm nay tiểu hao và nguyên thần còn gọi là đại hao chiếu mệnh, nên trong năm nay mệnh chủ sẽ có những hao tổn trong tài vận, cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết để tránh những trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Để tốt cho mình hơn về con đường tài lộc thì mệnh chủ chỉ cần sử dụng pháp khí nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Khi mang theo bên mình, pháp khí sẽ giúp bạn xua đuổi những hung tinh và vận xấu trong năm, đồng thời sẽ kích hoạt tài vận và quan vận cho bản mệnh. Việc kinh doanh phát triển hơn, tiền tài về. Việc kinh doanh phát triển hơn, tiền tài kéo về triền miên. Còn những nhân viên văn phòng làm công chức có thể thăng quan tiến chức, được sếp trọng dụng. Về mặt tình duyên, xem đường tình duyên năm 2021 của tuổi Dần về mặt tình cảm có chính quan tỏa mệnh. Năm nay, cả nam lẫn nữ đều gặp hồng loan tinh, sẽ là một cơ hội không tệ để thoát khỏi cảnh độc thân. Mệnh chủ tuổi Dần nên nắm cho cơ hội thật tốt để tiến tới tỏ tình với người trong lòng, đặc biệt là nữ mệnh, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Nhân duyên này không phải đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người khác phái. Do Sửu Thổ và Dần Mộc xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xe tới đó, việc có thành đôi hay không hoàn toàn là do con giáp này quyết định. Vì thế, dù là nam mệnh hay nữ mệnh thì tuổi Dần cũng cần phải học cách bao dung, bỏ qua cho nhau. Hãy nhìn vào mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Những người đã kết hôn lại chịu ảnh hưởng của kiếp sát, quan hệ cùng nửa kia dễ dàng rạn nứt, tình yêu bị chia rẽ, một phần nhỏ bị bạn bè ảnh hưởng lớn.
dù cho có danh vợ chồng cũng dễ dàng chỉ còn lại trên danh nghĩa. Để hóa giải những sát khí của đào hoa cũng như để kích hoạt tình duyên vượng đào hoa, cơ giáp tuổi Dần hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Vòng tay này sẽ giúp bản mệnh hòa hợp với các mối quan hệ đôi lứa và vợ chồng. Đồng thời, chiêu quý nhân hỗ trợ bạn trong con đường tình duyên, giúp bạn thoát khỏi cảnh độc thân trong năm 2021. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Dần năm 2021 về mặt sức khỏe gặp sao bệnh phù, bản mệnh sẽ phải chịu nhiều áp lực hoặc suy nghĩ tiêu cực, sức khỏe đặc biệt không tốt. Năm nay, bản mệnh cũng không nên đi chơi ở những nơi gần nước như sông suối, có vùng nước sâu. Khi mệt, không nên lái xe. Nếu chú ý cẩn thận, sẽ tránh được một số tai họa ngầm. Sau năm Tân Sửu, có cô thần hung tinh xâm nhập, trạng thái tinh thần của tuổi Dần sẽ kém đi, thiếu tích cực. Chỉ cần xảy ra chút việc nhỏ, cũng sẽ suy nghĩ thái quá thành việc lớn, nên tự mình hậm hực khó chịu. Bạn không nên tự mình gây áp lực cho mình, mà nên suy nghĩ thông thoáng và tìm niềm vui cho mình. Trong năm, tuổi Dần sẽ sinh bệnh ốm đau, còn ảnh hưởng xấu đến tài vận. Bản mệnh cần nắm cho mình những phương pháp cơ bản để chăm sóc bản thân, chăm chỉ rèn luyện thể dục nhiều hơn. Nếu tự mình có thể nấu ăn thì không nên ăn cơm bên ngoài. Cuối tuần đừng nằm lì ngủ trong nhà mà nên ra ngoài để đi dạo, dạo mát một chút sẽ giúp cho tinh thần sảng khoái hơn. Người lái xe cần chú ý an toàn giao thông, không uống rượu hoặc cố tình phạm lỗi. Nếu cứ giữ tình trạng sức khỏe này trong năm thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, sự nghiệp cũng như tài lộc của bản mệnh. Ngoài việc chú ý giữ gìn tâm thái và chăm sóc nhiều bản thân thì bản mệnh hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Mang theo pháp khí hàng ngày sẽ giúp cho bản mệnh tránh xa được những sao xấu, hung tinh luôn rình rập và mang quý nhân bảo vệ cho bản mệnh trong mọi tình huống. Từ đó, bản mệnh mang cho mình một tinh thần tốt và luôn mạnh khỏe để có thể tiếp tục hoàn thành các dự kiến trong năm 2021. Ngoài bảo vệ cho bản mệnh, pháp khí còn giúp cho bản mệnh tăng cường may mắn và chiêu tài lộc cho bản thân. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.